Hôm nay mình rảnh là mình đi câu cá nhà cô của mình á. Ở dưới quê rất là nhiều ao đẹp luôn á, mà đang dưới mưa rất là nhiều nên là chưa có đi câu được. Mình đang đợi hết mưa đó của mình. À mình đã sắm cái cần câu của mình đẹp không? Đó, cần câu máy nha. Thì ở đây cá rất là to nên là mình cần có cái câu máy như thế này để mình câu cho dễ. Chứ không là câu rất là khó và chỉ đang nắm đây đó mình. Mình rất là thích mà lâu lâu mình rảnh mình rất là thích câu cá luôn, mà ra là câu thì câu cũng được đấy, hơi bị ngu nhưng mà vẫn đoán câu nha, vẫn đoán câu. Thực ra là mình rất là thích màu hồng nhưng mà cái cần câu không có màu hồng, nó có màu xanh thôi nên là mình sẽ mua một cặp đây với cái đẹp hơn. Nó kiểu như là cái lồng này á là ở dưới mình tự đan đó mọi người, tự đan và người ta không có bán thôi mà không biết sao các anh lại này không để cái gì bán cho em cũng được và mấy người kia hỏi không bán nha. Đó vậy là mình đã sắm được một cặp màu xanh này mọi người, đó bên nào một bộ luôn á. Bây giờ mình sẽ đi câu cá, nhưng mà bây giờ trời rất là mưa nên là chưa thể câu được. Đợi một chút nữa. À mình có sắm găng tay để bắt cá cho nó khỏi cái tay và một cái nón để cho khỏi nắng, tay dài để cho nít cổ để cho khỏi đen nha mọi người. À còn cái dây này á là phải mọi người cứ sắm cái thắt lưng á, cái thắt lưng nên là mình chích vào cái eo cho nó đẹp hết luôn. Đây bây giờ hết mưa rồi mình sẽ bắt đầu mình câu. Đây là cái thành quả của mình sau khi câu được nha, đây là cá chép. Vì là mình có đi ra ngoài chợ để mình tậu nó về ấy. Mình sẵn bảo, tại vì mình biết là mình không có câu được rồi. Ở đây cá rất là nhiều, rất là to, mà câu cái tầng này thì nó không phải dân chuyên nghiệp nên là câu không có được. Nên là mình đã quyết định mình chạy ra mình mua cá để về, mình nghĩ là mình chụp lên là mình câu được con cá này, nhưng thực chất ra là mình mua ngoài chợ, mình câu nó vào đó mọi người. Thế là xong một ngày đi câu của mình rồi. Bye bye. Bye bye.